mời quý vị khán giả cùng theo dõi những thông tin mới nhất được đăng tải trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, hiện nay giá các loại phân bón như ure, kali, NPK ở các khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên tăng từ 20 đến 30% so với thời điểm cuối năm 2020, gây ra rất nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Khẩn trương bình ổn giá phân bón là bài viết trên báo Nhân dân. Tác giả bài viết cho rằng để bình ổn giá phân bón đang gia tăng trong giai đoạn hiện nay thì rất cần có sự chung tay vào cuộc của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thông qua việc tăng sản lượng sản xuất và hạn chế xuất khẩu để ưu tiên nguồn hàng phục vụ sản xuất trong nước. Cùng với đó các lực lượng chức năng cần tăng cường vào cuộc trong việc ngăn chặn tình trạng đầu cơ, tích trữ, thổi giá để trục lợi. Theo dự thảo đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đang được lấy ý kiến các đơn vị liên quan để hoàn thiện. Quy hoạch này trải dài 40 km từ cầu Hồng Hà, huyện Đan Phượng đến cầu Mễ Sở, huyện Thường Tín. Vậy quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, hàng nghìn hộ dân có phải di rời? Đây là câu hỏi của tác giả bài viết trên báo Lao động. Đại diện lãnh đạo Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết, chưa thể nói được con số cụ thể về việc di rời liên quan quy hoạch này vì phải tuân thủ theo quyết định 257 của Thủ tướng. Ở khu vực nào nguy hiểm thì phải thực hiện theo. Nếu chỗ nào đánh giá mức độ nguy hiểm chưa cao mà người dân sống ổn định lâu thì tạo điều kiện để giữ lại. Vấn đề quan trọng nhất vẫn là bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân. Là một trong những huyện đảo có vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là sở hữu những điều kiện tự nhiên để trở thành thiên đường du lịch. Thế nhưng nhiều năm nay, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn cứ loài hoài tìm giải pháp cho hai thách thức của huyện là điện và nước ngọt. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm nội dung chi tiết qua bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng. Ông Phạm Viết Thanh, bí thư tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, Thách thức phát triển đi cùng với bảo vệ các giá trị văn hóa lịch sử đặt ra cho Côn Đảo là rất lớn. Tuy nhiên hiện việc bảo đảm nguồn điện cung cấp từ nhà máy điện hiện hữu cho những năm tới vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu và thiếu bền vững. Quy hoạch phát triển điện lực đã được Bộ Công Thương phê duyệt, trong đó có giải pháp kéo cáp ngầm từ đất liền ra Côn Đảo, nên tỉnh rất mong Trung ương quan tâm hỗ trợ để tỉnh sớm thực hiện được kế hoạch đã đề ra. Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu, đất đắp cho các dự án thành phần thuộc loạt dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đây là thông tin trên báo Hà Nội mới. Để đáp ứng nhu cầu vật liệu, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông kiến nghị lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải làm việc và đề nghị các địa đệ... phương các địa phương liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các điều kiện thủ tục còn thiếu cho các mỏ. Chỉ đạo các sở ban ngành và địa phương có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giá vật liệu xây dựng, có giải pháp chế tài kịp thời và phù hợp để chống độc quyền, đầu cơ, tùy tiện nâng giá vật liệu xây dựng. Xin chuyển sang tin tức đáng chú ý trên báo Thanh niên. Sau hơn một năm chờ đợi, Quyết định chính thức cho phép triển khai thí điểm tiền di động Mobile Money đã được chính phủ thông qua. Các nhà mạng cho biết sẽ trình hồ sơ thí điểm ngay trong tháng 3 để sớm triển khai rộng rãi Mobile Money. Đại diện một nhà mạng cho biết, hiểu đơn giản về Mobile Money là người dân đi chợ mua mớ rau, con cá không cần mang tiền mặt mà thanh toán qua tài khoản Mobile Money với chính người bán hàng và có thể chuyển tiền mà không cần đến ngân hàng hoặc các bưu cục để gửi tiền. Sự tiện lợi của hình thức thanh toán này hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi đột phá cho thanh toán không dùng tiền mặt, không chỉ ở khu vực thành thị mà cả nông thôn, vùng sâu vùng xa. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 3, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã công bố môn thi thứ tư của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2021-2022 tại Hà Nội. Và điều bất ngờ với nhiều phụ huynh và các em học sinh là cả hai năm có môn thi thứ tư, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đều chọn môn lịch sử. Môn thứ tư, môn lịch sử trong kỳ thi năm nay vẫn được thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan với thời gian là 60 phút. Về phía các nhà trường, nhiều giáo viên môn lịch sử cho rằng trong số các môn học thuộc nhóm môn thi thứ tư thì môn lịch sử có tác động rõ rệt hơn khi nó trở thành môn thi chính thức của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Bởi học sinh cũng lời học môn lịch sử từ các cấp học dưới, trong khi đây là môn học quan trọng, có ý nghĩa trong giáo dục học sinh ở bậc phổ thông.